băm cho gà vịt ăn thì các bạn có thể băm lại thêm một lần nữa. Bây giờ tôi sẽ làm cho các bạn xem. Máy với lại cái tô ra kia một và đây là sản phẩm sau khi băm lần thứ hai của chúng ta. Với độ nhỏ này thì các bạn có thể cho gà vào vịt ăn. Quay hẳn luôn. Sắp vào máy. Nếu các bạn quan tâm đến chiếc máy thái băm đa năng Takeo TK15 này của chúng tôi, hãy liên hệ đặt hàng online qua số điện thoại bên dưới video hoặc đến trực tiếp xem máy tại cửa hàng 354 Bình Long, phường Phú Thọ Hòa, quận Tân Phú. Cảm ơn các bạn đã xem video của chúng tôi. Xin chào và hẹn gặp lại.